Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Sức khỏe và đời sống phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đối với người hút thuốc lá. Phòng bệnh viêm não Nhật Bản và phòng chống dịch bệnh mùa tiệu trường. Ngay sau đây là các nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, ngành y tế nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đó là một trong những nội dung quan trọng được chỉ đạo tại hội nghị giao ban ngành y tế trong tháng 8 năm 2024. Theo báo cáo, trong tháng 7, các hoạt động công tác y tế dân số, tình hình dịch bệnh ổn định, không phát hiện các trường hợp dịch bệnh nguy hiểm, bại liệt, bạch hầu. Các mục tiêu chương trình y tế dân số được triển khai đảm bảo tiến độ, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, duy trì thường xuyên chương trình hợp tác y tế với bệnh viện tuyến trên, luân phiên cán bộ chuyên môn cho tuyến dưới theo đề án 1816 của Bộ Y tế. Công tác đấu thầu mua sắm các trang thiết bị được các đơn vị quan tâm đẩy mạnh, đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn gặp một số khó khăn chung như thiếu nhân lực cán bộ y tế so với quy định tại Thông tư số 30 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Bộ Y tế, hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Thiếu cán bộ chuyên sâu tuyến cơ sở vật chất còn khó khăn, trạm y tế xuống cấp, một số thiết bị lớn đã xuống cấp nhưng không có linh kiện thay thế, tự chủ tài chính khó khăn, các dự án đầu tư cơ sở y tế chậm, không đảm bảo tiến độ giao, dự án xây dựng nhà điều trị theo yêu cầu bệnh viện sản nhi từ quỹ đầu tư và phát triển vẫn chưa được thực hiện. Một số chỉ tiêu thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đạt thấp, khó khăn do thiếu vaccine. Thời gian tới để khắc phục những khó khăn, hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra, ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phối hợp giám sát tiến độ các dự án đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt các dự án giao hoàn thành trong quý 3 năm 2024. Triển khai thường xuyên các chương trình mục tiêu y tế, dân số, đặc biệt là các chỉ tiêu còn đạt thấp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác y tế với các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế, triển khai đồng bộ liên kết các phần mềm trong quản lý y tế. Với mục tiêu nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua, thị xã Sapa đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, lồng ghép cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Không quản đường xa, bác sĩ Hoàng Quốc Triển, phó trưởng trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn cùng đồng nghiệp của mình thường xuyên đến những gia đình người cao tuổi thuộc đối tượng đi lại khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, tư vấn cho người nhà cách chăm sóc và giữ gìn sức khỏe, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để người cao tuổi được thụ hưởng đầy đủ chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mình cao tuổi thôn nhưng mà cảm ơn bác sĩ đến nhà khám bệnh cho bà. Bà là được yên tâm. Xã Ngũ Chỉ Sơn thì hiện tại là có khoảng hơn 500 người trên 60 tuổi, khoảng 540 người. Còn những cái bệnh nền của những cái người mà trên 60 tuổi chủ yếu là bệnh huyết áp với lại đái tháo đường, nhưng mà hiện tại thì chủ yếu là đi đến tận nhà để thăm khám, cũng mới lại vận động các người già đến trạm trong các buổi thì tập trung đông ấy, thì cũng mời các cụ. Đối với những cái người già mà không đi lại được thì chúng tôi sẽ đến tận nhà. Mục đích của chúng tôi là cũng mong muốn để đảm bảo cái sức khỏe cho người dân, những người già để phát hiện được ra những cái bệnh nền của mình để sớm được điều trị. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thị xã Sapa ưu tiên dành nhiều cơ chế nguồn lực tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số, nên cơ sở hạ tầng các xã miền núi từng bước được đầu tư cải thiện, chính sách an sinh xã hội đảm bảo, chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tâm y tế thị xã thường xuyên tổ chức chiến dịch, truyền thông, lồng ghép, cung cấp dịch vụ khám sức khỏe sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại 16 xã phường. Tham gia chiến dịch người cao tuổi, dân tộc thiểu số ở thị xã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì Trung tâm Y tế thị xã Sapa thường xuyên chỉ đạo các trạm y tế xã phường ngoài cái khám định kỳ thì còn khám trong các đợt để cho những đối tượng là thuộc người cao tuổi thì thường xuyên được quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Với sự quan tâm chăm lo kịp thời về sức khỏe đối với người cao tuổi, không chỉ giúp cải thiện thể chất lẫn tinh thần, tuổi thọ mà còn tạo động lực quan trọng để người cao tuổi phát huy vai trò một cách toàn diện
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Thưa quý vị, thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có khoảng 15% những người hút thuốc có triệu chứng lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 80-90% người mắc bệnh là nghiện thuốc lá. Nhập viện điều trị trong tình trạng nói thều thào, không thành câu và mệt nhiều, thở nhanh, huyết áp tăng. Bệnh nhân Bùi Đức Hùng, 58 tuổi ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đã được điều trị 2 tuần nay tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn và bị suy xẹp đáy phổi, qua tìm hiểu, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá trên 30 năm. Thực tế là vào đây thì mình cũng hiểu là một phần là cái nguyên nhân là do bị thuốc lá của mình. Và đây bác sĩ cũng động viên là bị bệnh đó thì mình nên điều trị theo phương pháp của khoa đấy. Chú cũng đồng ý là chú sẽ bỏ quyết tâm đấy, nhưng mà mọi người thấy cái tình trạng bệnh của một người như tôi này là cũng nên bỏ đi. Ai có đang hút thì hút ít rồi thì bỏ đi. Còn tôi thì tôi hứa tôi cũng sẽ bỏ. Ông Hùng là một trong rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang điều trị tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo số liệu thống kê hiện tại, số lượng bệnh nhân nằm điều trị luôn dao động từ 45 đến 50 bệnh nhân và có 80% là mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 60% bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào trên 20 năm. Đấy thì bệnh phổi tắc nghẽn này thì thường xuất hiện ở cũng bệnh nhân nam giới, tuổi trung niên từ 40 tuổi trở lên, tiền sử hút thuốc lá lâu năm, có thể hút thuốc lá, thuốc lào, kèm theo những cái các bệnh lý khác kèm theo nữa. Tuy nhiên thì khoảng 80-90% là số bệnh nhân sẽ liên quan đến việc mình hút thuốc trong thời gian rất dài. Thì các bệnh lý liên quan thuốc lá như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là nguy hiểm hơn có thể là ung thư phổi thì đều là tỷ lệ cao mắc là nguyên nhân là do thuốc lá. Thì đối với những cái bệnh này thì đều là những bệnh mãn tính rất là khó chữa, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là cái bệnh không thể khỏi được, mình sẽ chỉ có thể điều trị duy trì và sẽ nặng lên theo thời gian nếu như bệnh nhân cứ tiếp tục hút thuốc lá. Vậy nên là đối với những cái bệnh nhân mà đã đang hút thuốc lá thì nên bỏ thuốc lá đi. Chúng ta sẽ phải tầm soát các bệnh lý đối với những bệnh nhân nam trên 40 tuổi. Thì chúng ta sẽ phải tầm soát các bệnh lý về phổi bằng chụp X quang hoặc là đo chức năng hô hấp. Thì cái này ở tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thì luôn sẵn sàng sàng lọc đối với những cái bệnh nhân mà trên 40 tuổi mà hút thuốc lá nhiều năm. Đối với những cái bệnh này thì đều là những bệnh mãn tính rất là khó chữa, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là cái bệnh không thể khỏi được, mình sẽ chỉ có thể điều trị duy trì và sẽ nặng lên theo thời gian nếu như bệnh nhân cứ tiếp tục hút thuốc lá. Tuy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao, nhưng đây là căn bệnh có thể tự phòng và điều trị được. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là các triệu chứng hô hấp và tắc nghẽn đường thở làm giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, yêu cầu quan trọng nhất đối với các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là phải bỏ thuốc lá. Để phòng tránh được cái bệnh này thì chúng ta có những cái biện pháp dự phòng và cũng như giúp cho những bệnh nhân có thể kiểm soát được các cái tình trạng bệnh và giảm cái tình trạng nặng lên của bệnh bằng cách là không hút thuốc lá, không hút thuốc. Có thể là thuốc lá, thuốc nào chúng ta không nên hút thuốc. Đó là cái biện pháp mà dễ dàng thực hiện và hữu ích nhất dành cho người dân và người bệnh để phòng tránh cái bệnh COPD này. Theo khuyến cáo của bác sĩ, những người đang hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá sớm khi có các triệu chứng xuất hiện. Những người không hút thuốc lá không nên tiếp xúc với khói thuốc lá bởi khi tiếp xúc có thể gây nên các bệnh về đường hô hấp. Từ đầu năm đến nay, số ca nhập viện do viêm não, viêm mảng não liên tục gia tăng. Nguyên nhân do thời tiết đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt và mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi để các virus, vi khuẩn phát triển mạnh, tấn công và gây hại cho sức khỏe con người, nhất là đối với trẻ nhỏ. Để phòng bệnh, người dân cần lưu ý những biện pháp sau. Bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Biểu hiện chính của bệnh là có sốt cao và kèm theo các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương, bao gồm nhức đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, cứng cổ, lú lẫn, mất định hướng, thay đổi nhân cách, co giật, rối loạn nghe nói, ảo giác, mất trí nhớ, đờ đẫn, hôn mê.
Với bệnh viêm não, ngành y tế khuyến cáo tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất. Tiêm chủng với 3 liều cơ bản, mũi 1 tiêm càng sớm càng tốt ngay sau 1 tuổi, mũi 2 tiêm sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần, mũi 3 sau mũi 2 là 1 năm, sau đó cứ 3 đến 4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi. Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau: thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, chuồng gia súc phải xa nhà, diệt muỗi tại các chuồng trại gia súc, loại bỏ các ổ bọ gậy, nằm màn kể cả ban ngày và ban đêm, thường xuyên sử dụng các biện pháp xua, diệt muỗi, không để trẻ chơi gần chuồng gia súc, thường xuyên rửa tay với xà phòng đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, hạn chế tiếp xúc với người bệnh và đeo khẩu trang khi chăm sóc người bệnh. Nếu có các dấu hiệu sốt cao và kèm theo những rối loạn ở hệ thống thần kinh trung ương như co giật, rối loạn vận động, lơ mơ, hôn mê, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần phải có kế hoạch phòng bệnh theo nguyên tắc nâng cao sức khỏe, ăn uống sinh hoạt đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường. Ngoài ra cần chú ý tới việc ăn uống hàng ngày, tránh bị ngộ độc thực phẩm, nên rửa tay thường xuyên để hình thành thói quen, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn của Bộ Y tế về các loại bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát như sốt xuất huyết, viêm não. Vệ sinh môi trường sạch sẽ, định kỳ dọn dẹp nhà ở, làm sạch chuồng gia súc để hạn chế nơi trú đậu của muỗi. Nếu có thể nên rời chuồng gia súc ra xa nhà, xa nơi vui chơi sinh hoạt của trẻ em. Loại bỏ các ổ bọ gậy, bãi nước tồn đọng, nên cho trẻ ngủ mùng để tránh muỗi đốt, thường xuyên sử dụng các biện pháp để phòng chống và tiêu diệt muỗi trong các hộ gia đình. Thưa quý vị, hiện nay cả nước đang bước vào năm học mới, học sinh các cấp đang quay trở lại trường học, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao, nhất là đối với một số bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, tay chân miệng và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa tựu trường, ngành y tế khuyến cáo giáo viên, phụ huynh học sinh cần lưu ý những điều sau. Nguyên nhân mắc bệnh. Nguyên nhân khiến trẻ thường dễ mắc bệnh mùa tựu trường là do trẻ đi học sẽ giao lưu, tiếp xúc nhiều với các bạn nên dễ tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Ngoài ra mùa này thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường cũng tạo điều kiện cho virus vi khuẩn phát triển. Hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện nên nguy cơ mắc bệnh cao. Đặc biệt với môi trường đông đúc có máy lạnh sẽ khiến mầm bệnh lây lan nhanh. Nếu trẻ có một số thói quen như mút tay, cắn móng tay, bốc thức ăn, ngoáy mũi thì nguy cơ bị lây nhiễm bệnh càng nhiều hơn. Các bệnh thường gặp mùa tựu trường. Cảm cúm. Trẻ sẽ có các triệu chứng giống bệnh cảm như ho, sốt, đau họng, nhức đầu, đau cơ. Bệnh dễ bị nặng ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Tiêm ngừa cúm mỗi năm là cách hiệu quả để phòng ngừa các biến chứng nặng của cúm. Nếu bé thường chơi dơ mà không có thói quen rửa tay thì sẽ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Ngoài ra, thói quen ăn quà vặt ngoài cổng trường cũng dễ làm trẻ bị ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa. Viêm mũi họng. Thời tiết thay đổi là yếu tố làm các siêu virus, vi khuẩn đường hô hấp tăng cao nên trẻ dễ bị các bệnh hô hấp như viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Ngoài ra, COVID cũng dễ tăng trở lại khi trẻ quay lại trường. Bệnh tay chân miệng. Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch. Cao điểm của bệnh là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Một số trẻ có thể bị biến chứng nặng nếu không được phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng và điều trị kịp thời. Sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt, ói nhiều, đau bụng, chảy máu mũi, chảy máu răng, chấm xuất huyết ở da, tay, chân, cần đưa trẻ đi khám. Để chủ động phòng chống dịch bệnh tại trường học, cần hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp sau. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ nơi công cộng, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế, đặc biệt tại một số thời điểm sau khi ho, hắt hơi, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tham gia các hoạt động thể chất, khi thấy tay bẩn. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn đầy đủ, dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Đảm bảo vệ sinh môi trường trường học.
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, nắm tay cửa, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các sản phẩm khử khuẩn thông thường khác. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước sạch và xà phòng rửa tay. Khi có dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, nổi mụn nước, mệt mỏi hoặc nghi ngờ mắc các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19, cúm mùa, sởi, rubella, đậu mùa khỉ, bệnh do virus adeno, thông báo cho phòng y tế tại trường học để được hướng dẫn cách phòng bệnh và xử lý kịp thời, tránh để lây lan dịch bệnh tại trường học. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.